Điểm sát Đức Phật nhưng bất thành. Devarata quyết định tự mình giết chết Đức Phật, bèn lên núi Vichakuta chờ Đức Phật đi ngang qua con đường dưới trên núi rồi lăn tảng đá xuống. Nhưng chỉ một mảnh đá bể văng ra làm rầy xước chân Đức Phật, khiến chảy máu thôi. Lăn đá không giết được Đức Phật. Sau đó vài ngày, khi Đức Phật đi vào thành Rajagaha khất thực, Devavata đã thọ vui. Nalagiri tấn công Ngài trên đường đi, nhưng Đức Phật dùng tâm từ cảm hóa được vô dự. Devavata chưa dừng lại hành động tội lỗi, ông ta đã đến Đức Phật và đưa ra năm yêu sắc, đề nghị Đức Phật ban hành luật cho chúng tỳ kheo. Bị Đức Phật gạt bỏ không chấp nhận, Devadatta lấy cớ ấy tuyên truyền rủ quén hơn 500 tỳ kheo yếu kém trí tuệ tách khỏi tăng đoàn của Đức Phật và lập môn phái riêng. Kể từ lúc Devadatta khởi lên dạ tâm giết Phật để cai quản tăng chúng, thì ông ta bị hoại thiền, mất hết thần thông. Các việc làm tội lỗi của Devadatta khiến dân chúng căm phẫn, nguyền rủa và chỉ trích cả Đức Phật là người thân cận với một kẻ ác độc. Vua Ajatasattu nghe được lời chỉ trích ấy của dân chúng. Vua suy nghĩ lại, thấy việc làm của Devadatta thật quá đáng. Và vua cũng thấy hối hận vì đã thân cận bạn ác như Devadatta mà bản thân đã phạm lỗi lầm giết cha. Nhà vua liền ra lệnh cấm, chấm dứt việc hộ độ Devadatta, và dân chúng cũng không cúng dường đặt bát đến các tỳ kheo nhóm Devadatta nữa. Có 500 vị tỳ kheo mới tu, chưa thông hiểu giáo pháp, bị dụ dỗ, đã đi theo Devadatta. Đức Phật dạy hai vị thượng thủ thiên văn đến cảnh hóa họ, cải tà quy chánh. Những ngày tháng sau đó, Devadatta sống trong đau khổ, bị dày vò bởi những tội lỗi của mình, muốn gặp Đức Phật để sám hối. Đức Phật, Đức Thế Tôn đã du hành về Cetavana ở Sati. Devadatta bảo các tùy tùng còn lại hãy đưa ông ta về Savatthi để sám hối Đức Phật. Do tạo ác nghiệp nặng nề nên Devadatta không được nhìn thấy Đức Phật nữa. Vừa đến cổng chùa Cetavana, Devadatta từ cán cổng bước xuống, chân chạm mặt đất thì mặt đất sụp lún chôn sống thân thể Devadatta. Ông ta chỉ kịp chắp tay khỏi đầu hướng về Đức Phật rồi mất dạng. Chư tỳ kheo chứng kiến sự việc ấy đã trình bạch với Đức Phật. Đức Thế Tôn cho biết Devadatta đã tạo nghiệp đại nghịch bất đạo, trên đời này khổ, đời sau khổ. Devadatta đã sanh vào địa ngục vô gián Avijñāraja. Rồi Đức Phật đã nói lên bài kệ Itattapatti, Pacchattapatti, vân vân, nay khổ, đời sau khổ, vân vân. Chánh văn: Itattapatti, Pacchattapatti, Pāpakāri thayat tattapatti, Pāpang me katang titappatti, Payo tappatti dukkhatin gato. Thích văn: Tappatti, thể thụ động của động từ tappatti. Tappatti, tap cộng giá, thì hiện tại ngôi thứ ba số ít, bị đốt nóng, bị rây rứt, bị khổ tâm. Pa bằng chủ các số ít của danh từ trung tính pa pa, điều ác, việc ác, sự tội lỗi. Mê sử dụng các số ít của nhân xưng đại từ am ha, do tôi, do ta, bởi tôi, bởi ta. Các tàn chí hợp âm các tàn ý tí, các tàn chủ các số ít của quá khứ phân từ cá tá động từ
Karoti, đã làm, được làm, đã được làm. Ý tí, bất biến từ, rằng là như thế. Tây dồ, trạng từ, càng nhiều, càng hơn. Dukkatin, đối cách số ít của danh từ hợp thể. Dukkati, đú cộng gá tí. Ác thú, khổ cảnh. Cõi khổ, cõi tới sân xấu. Gato, chuột cách số ít của gata. Quá khứ phân từ của động từ gacchati, đi đến, tái sanh vào. Việc văn: nay khổ, đời sau khổ. Làm ác hay đời khổ. Nó khổ, ta làm ác. Sanh khổ cảnh khổ hơn. Pháp cú 17. Chuyện văn: Papakari itatapati pechatapati uthat yathatapati papang mekatang ititapati dukgatin gato phayotapati. Kẻ làm ác bị khổ đời này, bị khổ đời sau. Trong cả hai đời đều bị khổ. Nó khổ tâm nghĩ rằng ta đã làm điều ác. Khi đọa vào khổ cảnh càng khổ hơn. Lý giải: Tapati, bị đốt nóng, khổ tâm là khổ do bị dày vò. Lương tâm, khổ do tâm rầy rứt. Người làm ác sống trong sự dằn vặt đau khổ, nghĩ tới việc ác mình đã làm. Sau khi chết sanh vào khổ cảnh, Dukkati, như địa ngục, ngạ quỷ, Atula, hoặc bằng sanh càng khổ hơn, vì khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Dù sau này nó có thoát khỏi cuộc cảnh sanh lại làm thân người, phải chịu nhiều nỗi bất hạnh như nghèo đói, bệnh tật, xấu xí, vân vân. Như trong kinh Hiền Ngu, Palapang Dita Sutta, trong bộ kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật đã thuyết: người ngu hành động thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Rồi ngay trong hiện tại, nó bị ba cảm giác bất an. Một là khi đến dự hội chúng, kẻ ác rất khó chịu, thấy người ta nhìn nó hoặc xầm xì. Hai là kẻ làm ác khi nghe thấy vua hay quan bắt bớ, giam cầm, gia hình phạm nhân, nói chột dạ lo lắng. Mình sẽ bị như vậy. Ba là kẻ ác khi nằm hoặc ngồi ở đâu đó cũng rất bức rứt vì bị ám ảnh mặc cảm với tội lỗi của mình. Rồi cả làm ác sau khi thân hoại mạng chung, nó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, chịu khổ đau thống thiết. Sau khi ở các khổ cảnh rất lâu, nếu được sanh lại làm người, kẻ ác ấy sẽ sanh trong gia đình rất thấp kém, hạ lưu, đói kéo, đói nghèo, thiếu thức ăn, thiếu thức uống, thiếu chỗ ở, có thần tướng thô xấu, khuyết tật, vân vân. Trung bộ kinh, bài kinh 129. Kệ số 18, duyên sự. Bài kệ pháp cú 18 này được Đức Phật thuyết ở Cetavana thành Savatthi, do câu chuyện nàng Sumbhadna Devi, con gái út của trưởng giả Anathapindika. Ông trưởng giả Anathapindika có 4 người con. Con gái lớn là Mahasupada. Con gái thứ ba là Chulasupada. Hai cô này đều chứng quả dự luôn. Con gái thứ ba là Sumana Devi thì chứng quả nhất lai. Đứa con trai út là Kala, về sau cũng chứng quả dự lưu. Nhà của ông trưởng giả Anathapindika mỗi ngày đều thỉnh 1.000 vị tỳ kheo đến để cúng dường cho tăng. Nhưng trưởng giả thường vắng nhà vì được mời đi nhà khác để hướng dẫn mọi người cho tăng nhà của họ. Nên việc cho tăng trong nhà của ông giao cho cô gái lớn Mahasupada trông coi sắp xếp. Rồi cô gái lớn có chồng, việc trai tăng của nhà
được giao cho cô hai Chula Suvada. Thế rồi cô hai cũng vui. Bây giờ việc cúng dường trai tăng hàng ngày ông trưởng giả phải giao phó cho cô gái út Sumana Devi. Cô Sumana Devi là bậc thánh nhất lai nên không thích lập gia đình. Cô cứ ở vậy để có thời gian phụ giúp cha công việc cúng dường trai tăng hàng ngày. Thời gian sau, cô Sumana Devi thình lình ngã bệnh. Trưởng giả Anathapindika được gia nhân thông báo. Ông đến bên giường con gái út hỏi: con đau làm sao? Cô không nghe rõ mới hỏi lại: em trai nói gì? Ông trưởng giả ngớ ngẩn: con nói sản rồi. Cô Sumana bảo: chị không nói sản đâu em trai ạ. Ông trưởng giả bèn nói: con có sợ chết không? Cô Sumana trả lời: chị không sợ chết em trai. Nghe mấy lời con gái nói xưng hô chị em với ông trưởng giả rất đau lòng vì cô gái út vốn có tâm đạo nhiệt thành mà giờ phút cuối lại nói sản như vậy. Cô Sumana Devi đối đáp với người cha xong liền mệnh chung một cách thanh thản và tái sanh vào cõi trời đâu xuất. Ông Anna Tapindika dù là thánh sơ quả cũng không kèm được nỗi u sầu thương nhớ đứa con gái út vắng số. Lo việc hỏa táng con gái xong, ông trưởng già đi đến chùa định lễ Đức Phật và thuật lại những lời nói sản của con gái út Sumana Devi trước lúc tâm lâm chung khiến ông đau lòng. Đức Phật giải thích cho ông Anathapindika nghe: không phải con gái ông bị bấn loạn nói sản, mà cô ấy xưng hô chị em với ông như thế có ý bảo rằng cô ta trú thánh quả Tu Đà Hàm, còn ông chỉ mới chứng Tu Đà Hồn. Con gái ông cao quý hơn ông một bậc. Nay Sumana Devi đã sanh về cõi đầu xuất thiên rồi. Giải thích xong, Đức Thế Tôn đã thuyết lên bài kệ Athanandati Techanandati vân vân, nay sứ đời sau sứ, chánh văn. Athanandati Techanandati Katapunyo Afayat Thanandati Unyangme Katangti Nandati Feyonandati Sukatan Kato. Pháp cú 18, thích văn. Nandati thì hiện tại số 3 số ít động từ Nandati. Nan cộng á, sung sướng, hòa thích, phấn khởi. Quân nhân chủ các số ít của danh từ trung tính. Quân nhất, phước, công đức, điều thiện. Số các tình đối các số ít của danh từ hợp thể. Số gá tí, số cộng gá tí, thiện thú, nhàn cảnh, lạc cảnh, cõi vui. Việc văn: nay sướng, đời sau sướng, làm phước hay đời sướng, sung sướng, ta làm phước, sanh nhàn cảnh, sướng hơn. Pháp cú 18. Truyện văn: Katapunyo Ithanandati Pechanandati Upayatthanandati Punyangme Katang Iti Nandati Sugatin Gato Phayyo Nandati. Người làm phước sung sướng đời này, sung sướng đời sau, trong cả hai đời đều sung sướng. Nó sung sướng nghĩ rằng ta đã làm điều thiện, khi sanh vào nhàn cảnh càng sung sướng hơn. Lý giải: người sống hành thiện, tạo phước sẽ thoải mái an nhàn khi nghĩ đến việc thiện mình làm, không khổ tâm rây rứt sau khi mệnh chung từ giả cõi đời này, do quả của thiện nghiệp ấy sanh vào cõi vui, Sugati, như cõi người, cõi trời, được hạnh phúc hơn nữa. Trong kinh Hiền Ngu, Trung Bộ Kinh, Đức Phật thuyết: người làm thiện, hành thân khẩu ý, ngay trong hiện tại, có được ba cảm giác thoải mái. Một là, khi đến giữa những hội chúng, người ấy tự tin thoải mái, không ngại người ta nói xấu mình,
hay là khi nghe thấy vua quan bắt bớ gia cầm, gia hình, những phạm nhân, người thiện vẫn ung dung tự tại, không âu lo. Ba là khi ngồi chỗ nào, người thiện cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, vì không bị ám ảnh, lỗi lầm. Đến sau khi chết, người thiện sẽ được sanh vào cõi vui, nhân giới, thiên giới, hưởng phúc lạc. Biên soạn giáo trình, Tỳ Khưu Tuệ Sư. Giờ đây chúng con kính mời quý đạo tràng lắng tâm thành tịnh để nghe kệ thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mải mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh trang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều như Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tỉnh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ vâng, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đạo. Cùng chư tôn đức trung trung, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Thân chào quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi học hai bài kệ có hai duy sự khác nhau, nhưng mà ý nghĩa lại song đối. Nên chúng tôi đã đề nghị học cả hai bài. Ở trong hai bài kệ 15 và 16 Đức Phật dạy cái hiệu ứng hành động ác hay hành động thiện, người làm ác nó sầu, nó u não, thấy cái nghiệp quế mình làm. Còn cái người làm phước làm thiện thì nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Hai bài kệ đó nói lên cái hiệu ứng của cái hành động. Như trong hai bài kệ 7-18 này thì Đức Phật ngài dạy hai trường hợp hiệu ứng của hành động và quả của hành động. Một người làm ác trong cả hai trạng thái đời này đời sau họ đều khổ.
Itatapati pechatapati bhavakari upayatapati. Cái khổ của hiện tại đó, ba băng mê cả tần tít tất bà tí. Tôi nghĩ rằng ta làm ác, nghĩ như vậy cho nên nó khổ tâm, nó bị ám ảnh, bị trai trước. Thầy vô tóc là tiết đúng cái tình gà tô. Rồi khi lái sang về khổ cảnh thì càng khổ hơn. Ở trong bài học trước, bài học số 15, chúng ta đã nói đến cái ý nghĩa cái người làm ác ba Phật Kari. Tức là người làm ác do thân, do khổ, do ý, thân ác, khổ ác, ý ác. Thì cái người làm ác á, ở trong bài kinh Ta La Ma Đề Tát và kinh Hiền Ngu, Đức Phật Ngài cũng có dạy, mà quý vị vừa nghe đó, cái khổ ngay trong hiện tại nó chưa phải là cái khổ quả, mà cái khổ đó là hiệu ứng của hành động. Trong kinh Đức Phật nói rằng anh người làm ác mà cái tâm của họ không giản dị đi đến hội chúng được, đi đến giữa hội chúng người làm ác họ cảm thấy nhột nhạt khi mà người ta nhìn nó, hoặc là người ta đang nói chuyện gì không biết, nhưng mà nó cứ ám ảnh, nó nghĩ rằng chắc người ta đang soi bói nói xấu mình. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai, cái người làm ác gọi là có tịch rục rịch. Khi mà nó thấy một kẻ phạm pháp, bị vua hay quan bắt trói lại, hình phạt bỏ tù hay là xử tử, thì bây giờ cái kẻ làm ác như là giết người cướp của, họ cảm thấy chột dạ. Họ nghĩ rằng sẽ có lúc mình bị như vậy, cho nên họ khổ tâm. Rồi một điều nữa là cái người làm ác họ luôn luôn bị mặc cảm tội lỗi. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, ở đâu, ở trong của họ cũng bị mặc cảm tội lỗi. Cái tội lỗi đó đè nặng trên đầu của nó, cũng giống như một người mà ngồi ở phía, ngồi ở dưới, phía trên là cái tảng đá treo lơ lửng và bằng một cái sợi dây mỏng manh. Người này hồi hộp không biết mình sẽ cái tảng đá rơi xuống lúc nào. Họ bị đè nặng
Và cũng ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài nói đến cái trường hợp thứ tư là một người làm ác, sau khi thân bỏ mạng chung, họ sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà khi sanh vào khổ cảnh đó, thì nó càng khổ hơn. Tức là hiện tại họ đang làm ác ở đây, nếu họ có khổ bị ám ảnh ra sức, nhưng mà nó cũng không đến nỗi là bị đốt nóng, bị thiêu cháy, hay là thân cảm thọ nhức nhối. Nhưng mà khi do ác nghiệp mà tái sanh vào những cảnh giới khổ, thì cái sự khổ đó nó chồng chất, nó đè nặng. Nếu mà chúng ta khó đọc qua cái bài kinh Palapandita và kinh Hiền Ngu, thì đó chúng ta sẽ nghe Đức Phật Ngài giải thích cái nỗi thống khổ của chúng sanh ở dưới địa ngục, ngạ quỷ như thế nào. Bây giờ đó thì chúng ta ở đây, chúng ta không có tưởng tượng ra được cái nỗi khổ đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu có khổ chăng thì nó cũng khổ như là ở dưới con người mà thôi. Có một số người đó thì họ không có biết cõi địa ngục, họ không tin có cõi địa ngục, nhưng mà họ nói rằng những lúc nào mà ở trong cuộc sống mình gặp cái chuyện bi đát rồi đau khổ cùng cực thì cái đó gọi là địa ngục. Địa ngục trước mắt họ chỉ nghĩ về địa ngục là khổ chuyện đó thôi, nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng là phay vô tắc bà thí đúc và tinh bà tô, họ sanh về cái cõi bằng sanh nhá, cũng khổ. Nếu mà chúng ta có xem những cái phim về cái thế giới động vật của các cái loài vàng xanh ấy, thì chúng ta sẽ mường tượng ra được nếu mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ khổ như thế nào. Chúng ta đừng nghĩ rằng là xanh làm cọp sư tử là chúng ta sung sướng, bởi vì nó có quyền sanh sát các cái động vật ở trong khu rừng. Như thưa quý vị, chúng ta xem, chúng ta biết có đôi khi đó nó phải bị đói 3-4 ngày, 5-6 ngày không tìm được con mồi, bởi vì những con mồi mà tụi nó săn đó, chúng nó săn những con mồi đó, nó cũng có cách để mà nó thoát thân. Do đó thỉnh thoảng thì con beo hay là con sư tử hay con cọp nó mới có thể dồ được một con nai, con quẳng để mà nó lật, để mà nó ăn thịt, chứ không phải là lúc nào muốn ăn thì có ăn liền, không phải vậy. Về người của chúng ta thì thành cái thói quen, chúng ta muốn ăn lúc nào thì chúng ta cứ lấy gạo chúng ta nấu cơm chúng ta ăn, thì có vật thực sẵn sàng, thì chúng ta có cái khổ khác thôi. Nhưng mà cái khổ đó nếu mà so với khổ cảnh ấy, thì chúng ta sung sướng hơn nhiều, thưa quý vị. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu là chính do cái ác nghiệp mà mình đã tạo rồi sẽ tái sanh vào cảnh giới bất hạnh, 4 cảnh giới bất hạnh, chúng ta sẽ đau khổ lâu dài trong tương lai.
Nhưng mà chúng ta nói đến cái bài kệ 18, cái bài kệ này nó đối nghĩa lại với cái bài kệ 17. Năng nhất thiết bên trên năng nhất thiết cách là cô nhô của bậc giác thành năng nhất thiết cô nhân mê cái tâm tiến tập bậc năng nhất thiết thầy vô năng nhất thiết xuống cái tinh cái tu nay sướng đời sao sướng làm phước hai đời sướng sung sướng nghĩ rằng ta làm phước sanh nhàn cảnh sướng hơn. Ở đây thưa quý vị, một người làm phước tức là người làm thiện bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Người này ngay trong hiện tại họ được cái sự sung sướng, được an lạc là khi mà họ đi đến giữa hội chúng, họ đi đến bằng cái lòng tự tin dạng dĩ, họ không lo ngại vì người khác nói xấu mình. Rồi khi mà thấy những người phạm pháp mà bị vua quan bắt bớ, bỏ tù hay đánh đập hoặc là tử hình, thì đối với cái người làm thiện đó, thì cái tâm của họ cũng thản nhiên vô tư, vì họ nghĩ rằng ta không có làm cái điều ác đó, thì ta với cái người đó có chung hoàn cảnh được. Cho nên cái người sống hiền thiện, cái tâm của họ sẽ được an lạc. Thứ ba nữa là cái người sống hiền thiện, họ chỉ biết làm phước, thì cho dù họ đi đứng nằm ngồi, cái tâm của họ lúc nào cũng an vui. Dù cho rằng ngồi trên một chiếc giường thô, chiếc ghế thô, nó không có êm ái, nhưng mà người đó ngồi cũng cảm thấy mát mẻ, cũng an lạc. Ngồi dưới gốc cây cũng cảm thấy an lạc. Bởi vì người này vô tư, không có bị chi phối bởi cái ác, mà trái lại khi mà nghĩ đến cái việc thiện mà mình làm thì nó được sung sướng. Và khi mà mình bệnh chung tái sanh về cảnh giới an lạc như là cõi trời của người thì mình càng sung sướng hơn. Nhất là cái cảnh giới của các vị trời, cái cảnh giới đó không thể mà chúng ta lường tính được cái sự hạnh phúc so với cái cõi người của chúng ta. Đức Phật này cũng có cho một cái thí dụ về cái sự hạnh phúc của những chúng sanh ở trên cõi trời. Chúng ta đọc ở trong bài kinh Hiền Ngu Pālamanita thì chúng ta sẽ thấy được. Ở đây thưa quý vị,
Dù chúng ta nói rằng là cái cuộc luân hồi là khổ, là bởi vì chúng ta có sanh về cõi trời, cõi phạm thiên đi nữa, thì sau khi hết tuổi thọ, chúng ta phải sanh trở xuống dưới cõi khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la. Nếu khổ là khổ gì? Tức là hạnh phúc nó không bền. Thế nhưng đang trong lúc mà mình ở trong cái cõi chư thiên hay cõi phạm thiên đó, thì thật sự đây là một điều hạnh phúc an lạc. Ở cõi nhân loại của chúng ta đó, thì có cái thân bị già, có thân bị bệnh, có thân bị chết. Những lúc già, lúc chết thì nếu mà chúng ta so sánh với cõi chư thiên không có già, không có bệnh, theo cái kiểu già mà mắt mờ tay điếc, không có trên cõi chư thiên, ở trên các cõi chư thiên nó cũng không có nặng nề vất vả như cõi người chúng ta. Cõi người chúng ta mặc dù chúng ta muốn ăn thì chúng ta cứ lăn vội, là chúng ta ăn, hay là chúng ta muốn ăn uống cái gì đó, chúng ta có tiền, chúng ta ra ngoài siêu thị thức ăn đó, là chúng ta mua, chúng ta chọn ăn tại chỗ cũng được, cũng có nữa. Nhưng mà so với các vị chư thiên đó, các vị trời, thì các vị đó do hưởng được cái phước báo cho nên các vị không bao giờ biết đói. Và những cái vật thực mà các vị trời mà họ tạo nên đó, để cúng dường Đức Phật hay là chư thánh chúng, thì những cái thức ăn này đó, mặc dù nói như vậy nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng chư thiên họ cũng có cái giờ giấc ăn cơm, không phải. Bị cõi đó cõi quá xanh, mà trên cõi trời thì không thể có ruộng rẫy để mà cày bừa hoặc là buôn bán chăn nuôi, không có. Cho nên khi mà sanh làm chư thiên ở trên cõi trời đó, thì chỉ sống toàn là cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc mới gọi là đề quá, tức là dipati thế đề quá. Thì hôm nay chúng ta học hai bài kệ. Như chúng tôi đã nói với quý vị là ở trong hai bài kệ thì chúng ta giải thích cái nghĩa lý ra đó, thì nó cũng không phải mất thời gian cho chúng ta đâu. Bởi vì các cái bài kinh như kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi hoặc trong bộ Trường Bộ, trong tiểu bộ kinh Tụ Pháp Cú, nó dễ lắm thưa quý vị, dễ hiểu, không có khó gì. Thật tình hôm nay đó, thì cho đến giờ này phải nói là chúng tôi cố gắng hết sức thì chúng tôi cũng đuối. Bởi vì hôm nay là cái ngày Ubosatha, cái ngày trai giới, ngày Ubosatha, ngày Bồ Tát của chư Tăng, của tu nữ. Và chúng tôi phải từ 5 giờ thì chúng tôi đã bắt đầu làm lễ Bồ Tát của chư Tăng. Xong rồi cái truyền giới cho các tu nữ và sắp tấn họ bằng một pháp thoại. Rồi pháp thoại xong như vậy, chúng tôi ra ngoài chút thôi, là 7 giờ chúng tôi lại lên tiếp tục thuyết pháp cho hội chúng cư sĩ.
Tiếp pháp xong 8 giờ chúng tôi đi bộ trong rum, phải nói liên tục quý vị. Cái sức khỏe ngày xưa nó khác quý vị, nhưng mà sức khỏe bây giờ thì nó đúng, gần như là hết hơi để nói, nhất là trong những cái mùa lễ hội. Rồi đây sắp tới thì chúng tôi cũng phải nhiều công việc quá. Ngày mai thứ hai chúng tôi nghỉ được ngày, như thứ ba chúng tôi phải đi dạy ở trên học viện, thứ tư chúng tôi phải dạy ở trường hạ, thứ năm nghỉ được ngày, thứ sáu phải đi thuyết pháp lễ dỗ hòa thượng định sự ở trên Sài Gòn, thứ bảy chúng tôi về thuyết pháp ở chùa Xử Lý, chủ nhật chúng tôi thuyết pháp ở tại Viên Giác, rồi thứ hai mùng 8 chúng tôi là thuyết pháp chùa Vũ Đức, chỗ của hòa thượng Giác Chánh, cũng dỗ ngày hòa thượng định sự. Nghĩ đến cái đường xa mà nhiều công việc như vậy chúng tôi cũng thấy ngán, nhưng mà hãy tới đâu thì làm tới đó. Hôm nay có lẽ là các vị giảng sư ở trong room các vị cũng bận việc thuyết pháp cho nên các vị không có vào room được. Có lẽ là chúng tôi cần nghỉ cỡ khoảng chừng 20 phút. Chúng tôi có thể trở vào để mà thảo luận được. Không biết cô Hòa Thượng Giác Đẳng có thể giúp chừng cho chia sẻ thêm với bài học ngày hôm nay trong khoảng 2 hoặc 30 phút. Không biết sức khỏe của Hòa Thượng hay là công việc của Hòa Thượng có thể giúp cái điều đó hay không. Dạ, rất là quan hỷ, sa thú. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng quan hỷ chia sẻ dùm cho đến nửa giờ đồng hồ, trong thời gian thì sư huynh nằm nghỉ một xíu, định thần lại chút xíu rồi trở lại để sinh hoạt thảo luận. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Sa thú kính trình Hòa Thượng Thầy Siêu. Dạ, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ đi. Còn giờ còn lại sẽ lo cho sư huynh cứ nghỉ luôn cho khỏe. Nghỉ mà dạ, không sao đâu, thỉnh sư huynh nghỉ. Thưa quý Phật tử, thực ra thì những mùa lễ như là tháng này thì chưa tăng và quý Phật tử thôi cũng bận, càng lúc thì chúng ta càng bận nhiều việc, nên thực sự thì ngay cả ở chùa chúng tôi cũng một số công việc bận, thật ra đôi khi quý vị cũng nghe là chúng tôi đi ra đi vào. Thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với ý nghĩa của hai của kinh Pháp Cú, mà từ hai của kinh Pháp Cú thì chúng ta tìm thấy được bản chất tự nhiên của hai cái trạng thái thiện và ác trong đời sống. Về điều này thì ở trong Thắng Pháp có nêu lên cái bản thể rất là rõ ràng, là cái ác thì nó luôn luôn đi với một số những cái thuộc tính,
Mà như thuộc tánh thì nó có tính cách gọi là gốc rễ, đó là tham, nhân tham, nhân sân, nhân si. Và thiền là vô tham, vô sân và vô si. Điều này gợi ý cho chúng ta một chuyện đó, là nếu chúng ta thường sống với thiện tâm, thiện hạnh, thì đời sống với chúng ta nhẹ nhàng, an lạc. Ngược lại là khi nào mà mình sống mà mình thường cảm thấy bực bội, khó chịu, không tìm được niềm vui, thì lúc đó là lúc mà chúng ta nên tự đặt câu hỏi rằng tại sao lúc này mình thường bất an như vậy? Hay là nếu quý vị nào bị như người ta tự đặt câu hỏi là what's wrong with me? Không biết mình có chuyện gì, what's wrong with me? Tại sao cái chất thiện, chất của sự an lạc nó không có hiện hữu, nó không có bền? Dĩ nhiên đời sống không có ai sung sướng hoài hết. Đời sống không có ai mà được như ý hoàn toàn hết. Nhưng thưa quý vị, nếu trong đời sống mà thiện tâm thường có, thường hiện hữu, thì trừ khi chúng ta gặp phải những cảnh mà bất thường, rất là bất thường. Ví dụ như mình đi gặp cái tai nạn xe cộ, hay là bỗng nhiên có cái chuyện bão tố xảy ra làm sập nhà sập cửa, thì phiền não không nói chi. Nhưng mà nếu trong đời sống hàng ngày mà chúng ta không được an lạc, mà chúng ta thường gây gắt, cáu bận, bực bội, thì lúc đó chúng ta nên có cái ý thức rằng thiện tâm không có đủ dàn trải, tâm tư của chúng ta nó bất an vì nó thiếu chất thiện. Điểm này là điểm mà phải có sống, phải có suy tư thì chúng ta mới hiểu biết, chúng ta mới nhận ra. Mà cái chất của thiện tâm đó đôi khi nó phải thể hiện qua hành động ở bên ngoài đâu. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người vẫn đi chùa thường, vẫn làm công quả thường, vẫn làm việc này việc kia, nhưng họ không bao giờ an lạc. Họ không bao giờ mà cảm thấy rằng mình vui với việc mình đang làm, và lúc nào cũng bực bội chuyện này, bực bội chuyện này kia. Nếu người đó có học Phật Pháp, nếu người đó có đọc câu Pháp Cú này, thì người đó sẽ tự hỏi rằng cái chất liệu của thiện tâm, cái chất liệu của thiện hạnh, cái chất liệu của thiện pháp đang ở đâu? Tại sao mình làm việc tốt mà mình lại không có chất thiện đó? Cái chất thiện đó là sự không có dính mắc của vô tham, sự mát mẻ của vô sân, sự mẫn tiệp sáng suốt của vô si. Và chúng ta phải thấy được điểm đó. Chúng tôi biết rằng có nhiều người thường phiền não khi làm thiện. Nhưng mà chúng tôi khuyên điều là nếu chúng ta phiền não khi làm thiện, thì mình phải đặt lại vấn đề là liệu rằng mình làm thiện, mình có làm thiện bằng thiện tâm thực sự hay không? Nếu chúng ta làm điều thiện, nhìn ở bên ngoài nó là thiện đó, nhưng mà đằng sau đó không phải là thiện tâm, không phải là thiện pháp á, thì thật ra nó không cho chúng ta cái chất liệu của sự an lạc. Chúng ta nhớ như vậy là cái bản chất của thiện phải là vô tham, bản chất của thiện phải là vô sân. Và nếu được tốt hơn nữa thì nó có vô si. Nhưng mà nếu cái bản tâm của chúng ta mà không có vô tham, không có vô sân, thì mình nói gì tới vô si? Và không vô tham, vô sân, vô si mà chúng ta gọi là thiện, thì chúng ta quên đi câu Phật vốn Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Mà do vậy, giống như cơ thể của chúng ta, chúng tôi nhớ rằng có những lần chúng tôi qua phi trường, người ta hay dùng cái nhiệt kế
cái thư meter, tức cái nhiệt kế thì họ bây giờ họ có nhiệt kế là mình đi gan, họ đưa trên trán cho mình là họ nhận ra mình nóng nhiều hay sốt nhiều. Nếu mà ở trong người chúng ta đang có cơn sốt, mà trong cơ thể chúng ta phải có vấn đề gì đó, không có lý do gì mà mình nói rằng cơ thể mình mạnh khỏe hoàn toàn mà lên cơn sốt hết, nó sốt phải có vấn đề gì đó. Thì đương nhiên là chúng ta xài cái điện thoại, xài điện thoại, bởi vì nhớ lúc trước cái điện thoại có nhiều khi có vấn đề đó, thì nhưng nó nóng lắm. Chúng tôi nhớ có thời gian là có những điện thoại họ chế ra mình xài nóng, nóng mình để đổi mình cầm mình khó chịu vậy đó. Thì khi nóng như vậy rất bao hết pin, và chúng ta phải đặt vấn đề rằng khi đến điện thoại mà xài nóng về nó có vấn đề chứ phải không có vấn đề. Thì cũng tương tự như vậy, những bất thiện pháp đó, nó có một cái đặc tính gọi là kilesa, là phiền não. Và khi mà nó có kilesa rồi đó, thì con người mình bất an, con người mình không có an lạc, con người không có nhẹ nhàng, con người không có định tĩnh, không có vững chãi. Và trong cuộc sống này, dù là quý vị Phật tử đi chùa, dù quý vị làm công quả, dù là quý vị học Phật pháp, dù là quý Phật tử có bất cứ sinh hoạt nào, nhìn ở bên ngoài thấy rất tốt, rất thiện, rất là Phật pháp, nhưng mà nếu mình làm những việc đó mà làm bằng tâm nóng nảy, bực bội, giận người này, phiền người kia, khó chịu với người đó, luôn luôn bất mãn, thì mình phải đặt lại vấn đề. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm là liệu rằng chúng ta có làm những việc đó bằng thiện tâm hay không? Vậy nếu chúng ta tin vào Phật pháp, tin vào thiện pháp, thì tại sao có vô tham vô sân mà trong tâm chúng ta, và tâm chúng ta nóng nảy, tâm chúng ta phiền muộn? Và lúc đó nếu chúng ta không tìm được câu trả lời, dứt khoát mình phải thay đổi. Dứt khoát mình phải thay đổi. Chúng ta có thể chấp nhận một điều này. Khi mình mới làm việc gì đó, khi mình mới vào trong trường thiền, khi mới bắt đầu sự tu tập, chúng ta có những cái bỡ ngỡ, chúng ta có những điều mà làm cho chúng ta bối rối, làm cho chúng ta bị căng thẳng. Căng thẳng bởi vì mình chưa thích nghi, căng thẳng bởi vì cái việc đó nó lạ lẫm với mình. Nhưng mà nếu mình đã tu như vậy, đã sống như vậy, đã làm những việc thiện như vậy nhiều tháng, nhiều tuần lễ, mà cái tâm mình vẫn nóng nảy, vẫn phiền muộn, thì chúng ta phải đặt một câu hỏi lớn, một câu hỏi rất lớn. Và Đức Phật ngài dạy rằng nếu mình ở nơi đâu, thân cận với ai, ai làm việc gì mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, và sau khi ý thức như vậy thì phải rời bỏ công việc đó ngay lập tức. Chúng tôi thưa quý vị rằng có nhiều trường hợp đó mà một người Phật tử không nên đi chùa. Chúng tôi nói thẳng, tại vì có những người đi chùa họ rất là an lạc, rất lợi ích, rất tiến hóa, nhưng mà nếu đi chùa là phiền não thì họ không nên đi chùa. Một vị tu sĩ như là Mê Khi Á, có tâm muốn tu tập, thấy một cái vườn xoài rất là tĩnh mịch, rất là tốt để cho sự tu tập. Và lúc đó đang là thị giả của Đức Phật, và vị này quá muốn tu tập, muốn bỏ đi để vào trong rừng tu liền, dục tốc bất đạt, rơi vào trạng thái tâm quan vô. Và sau khi Đức Phật ngài khuyên ba lần không được, ngài đẩy ra đi. Đi rồi vị đó trở về trình bày với Đức Phật là có hành thiền mà không có được an lạc, tâm trạng ngổn ngang, thì Đức Phật ngài giảng về tâm hoang phu. Và tâm hoang phu của người tu tập, thì khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mình chọn một lối sống, mình tu theo một phương cách nào đó, hay hoặc giả là mình đang làm một việc gì, chúng tôi thưa quý vị rằng ở thời gian ban đầu thì chúng ta có những cái khập khiễng. Thời gian ban đầu chúng ta có những dao động, thời gian ban đầu chúng ta có thể căng thẳng, chuyện đó chấp nhận được. Nhưng mà nếu đó là một lối sống lâu dài, nếu đó là một cái nơi mà chúng ta thực sự là cư trú, đó là một người bạn lành mà chúng ta muốn thân cận,
Nhưng mà sau nhiều năm, nhiều tháng, chúng ta đã vẫn cảm thấy ăn, thì thứ gì? Tốt nhất là thay đổi. Tốt nhất thay đổi. Tại vì sao? Cái gốc của chúng ta vẫn là thiện tâm. Dạ, cái gốc cũng là thiện tâm. Không có thiện tâm thì chúng ta có vấn đề. Chúng tôi nhận thấy điều này đó, nó như là một cái nguyên tắc. Một nguyên tắc mà người tu tập không thể coi thường được. Nguyên tắc đó là thiện hạnh phải đến từ thiện tâm. Thiện tâm phải đến, phải là cái tâm có những căn thiện. Và có những căn thiện vô tham vô sân, thì chúng ta phải có đủ sự an lạc, không có phiền não. Còn nếu chúng ta có phiền não, việc đó nó có vấn đề. Việc đó hoàn toàn có vấn đề, chúng ta phải đặt lại. Là mình làm việc đó có bằng thiện tâm hay không? Hay là mình làm việc đó có hậu ý khác? Mình làm việc đó có cái toan tính khác? Thấy ở bên ngoài nó thiện nhưng mà nó không phải là thiện. Thấy bên ngoài nó tốt nhưng không thấy là tốt. Ví dụ như là, nếu quý vị nghe Hòa Thượng Thầy Siêu nói là vua A Xà Thế, ban đầu là người rất là kính mộ Bề Bà Đạt Đa. Nhưng mà càng lúc nhiều vua nhận ra rằng ở gần Bề Bà Đạt Đa mình ác thêm, thậm chí giết cha mình tệ thêm, thậm chí là có những âm mưu để giết Phật, cho Bề Bà Đạt Đa cái riêng, cho Bề Bà Đạt Đa mượn cái này cái kia. Đến lúc mà vua A Xát Thú đủ sự bình tâm thấy rằng nó không phải tốt như mình nghĩ đâu. Trường hợp này có vấn đề, mình phải đặt lại vấn đề. Thì lúc đó nhà vua, ngay cả khi đi thăm các vị giáo chủ ngoại đạo như trong kinh Sa Môn Quả có kể đó, thì nhà vua cũng không bật lòng. Tại bây giờ nhà vua bắt đầu khôn ra rồi. Và bắt đầu khôn ra, mình phải đặt lại vấn đề. Nên thưa quý vị, trong đời tu này, ngay cả nó từ tu cũng phải, nó trong cuộc sống cũng phải, chúng ta có nhiều sự lựa chọn lắm. Có nhiều sự lựa chọn, không phải có một sự lựa chọn. Lựa chọn cách nào cũng được. Nhưng mà sau khi đã lựa chọn rồi, sau khi đã bắt tay vào việc rồi, sau khi đã sống ở đó rồi, mà tâm của chúng ta được nhẹ nhàng, được an lạc, được trưởng dưỡng những cái thiện chất, thiện tánh như là vô tham, vô sân, vô si, thì hãy chọn điều đó. Hãy dành cho điều đó là đây là cái chỗ tốt để ở, người bạn tốt để thân, đây là một cái sống để tốt. Còn nếu chúng ta theo đuổi một việc gì đó, nếu chúng ta chọn một chỗ ở nào đó, nếu chúng ta thân cận người bạn nào đó mà đứng cứ phiền não tới phiền não, thì cho dù người đó có một cái nhãn hiệu rất là đẹp, dù chỗ ở đó được xem là chỗ ở rất là cao sang nữa cũng được, tại nó không hợp với mình. Nó hoàn toàn hợp với mình. Chúng tôi thưa thẳng với quý Phật tử một điều rằng, chúng tôi lấy ví dụ như là công việc đang làm ở đây là việc lớp Buddha Tham. Chúng tôi có thể nói với quý Phật tử là nếu chúng tôi làm việc này mà không có sự an lạc, chúng tôi không có làm việc lâu, hai mấy năm được. Và nếu công việc này không lợi ích, chúng tôi không làm mấy năm được. Nhưng mà để có thể làm việc đó, thì chúng tôi chỉ có thể dựa vào một điểm duy nhất. Đó là mình làm bằng cái thiện tâm, và từ thiện tâm mình có đủ sự an lạc. Còn nếu mình làm mà không có thiện tâm, thì làm vài ba tháng, vài ba năm cũng bỏ cuộc thôi. Thì nó không an lạc. Ở đây không phải là cái chuyện mà giỏi dở, đúng sai phải quấy, mà cái chuyện là tự ở trong nội tại của mình là mình làm bằng cái gì. Nội tại của mình là nó có đủ cái chất thiện, đủ cái căn vô tham, vô sân, vô si để làm việc đó hay không. Mà chúng ta không có nắm được cái mấu chốt đó, thì chúng ta không làm được việc. Dù đi tu thiền cũng vậy. Có nhiều người thưa quý vị, họ đi tu thiền để làm cái gì? Chúng tôi có nghe chuyện quý vị có tin không? Một người giận chồng bỏ đường thiền tu và nói thẳng với một người bạn ở bên chúng mình là để bỏ đi anh ăn sao, ngủ sao, giặt đồ sao. Thì khi hai vị sẽ gặp chúng tôi nói là tu thiền phải là để làm áp lực cho người khác, tu thiền phải là để người khác sáng mắt, mà mình tu thiền làm cho mình sáng mắt, chứ phải cho người khác sáng mắt. Chuyện đi vào trong đường thiền là chúng ta vào trong để làm gì chứ?
là lúc đó làm sao tâm chúng ta an lạc. Chứ chúng ta vào ông trường thiền không phải là để chúng ta chứng tỏ người khác biết là người ta cần mình, không có mình là chết chẳng hạn. Thì ở đây, thưa quý vị, nhắc đi nhắc lại là nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh, đọc rất kỹ, thì cái khả năng phân biệt thiện ác người tạch pháp nó không nằm ở cái chỗ lý luận đó, mà nằm ở cái thực tế của đời sống. Cái thực tế đời sống đó là mình có đủ an lạc hay không. Bây giờ chúng tôi có việc nghe là có những người họ hay lên trên các cái diễn đàn viết cái email để họ lên án người này, kết án người kia, họ viết thơ này đó, và họ chứng tỏ là họ hay, họ giỏi, họ đúng. Thì chúng tôi nói cái việc là những người hay giỏi là họ không nói nhiều. Bởi người nói nhiều họ không hay giỏi đâu. Tại vì sao? Những người đó không nói được họ chết. Những người đó không nói được họ ấm ức. Và khi họ càng nói ra, không phải họ hết ấm ức, mà càng nói ra họ càng tức thêm, chẳng có được gì hết. Chúng ta phải có khả năng sống yên lặng. Chúng ta phải có khả năng sống an lạc. Chúng ta có khả năng sống mà tự tâm là một số nguồn an lạc, chứ không phải là nhờ đến ở bên ngoài, nhờ A và B, nhờ người này quan hô, người kia đã đảo, không phải vậy. Mà tự nội tâm phải là một số nguồn an lạc. Thì cái sự an lạc nó đến từ cái chất của thiện. Cái chất thiện ở đây là vô tham, vô sân, vô si. Không có chất thiện bảo an lạc cái chuyện đó có lý, hoàn toàn vô lý. Chúng tôi cũng không có tin vào điều đó. Bởi vì khi Đức Phật giải rằng nay sầu đời sau sầu, người ác hai đời sầu. Sầu thấy mình làm ác, sanh cõi khổ, sầu hết. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vui việc thiện làm, sanh cõi thiện, sanh là cảnh vui hết. Yeah. Thì điều này chúng ta nên nhớ là hiện tại là một cái bệ phóng quan trọng. Nếu mà hiện tại là phiền não, là sầu khổ, mà bảo rằng cái hiện tại đó làm cái bị phóng cho một tương lai an lạc, thì Đức Phật Ngài bây giờ dạy như vậy. Đức Phật Ngài dạy cho người Kalama rằng một người làm thiện thì dù họ có nghĩ đến lai hay không nghĩ đến kiếp sau, hay nghĩ hay không nghĩ, thì họ cũng thấy vững lòng. Bởi vì sao vậy? Hiện tại là thiện là tốt, thì có lý do phải lo lắng về tương lai hết. Những người nào mà hay lo lắng về tương lai nhiều quá là coi chừng hiện tại họ sống không đủ thiện, không đủ tốt. Chúng ta nhận thấy một điều chung là những cái người làm ác luôn luôn là băn khoăn về tương lai. Lúc nào đó mà chúng ta đi xe bói nhiều, lúc nào đó mà chúng ta coi tử vi nhiều, lúc nào đó mà mình nhờ người khác nói về tương lai mình nhiều, thì mình coi chừng là mình đang bất an với hiện tại. Nếu hiện tại mình an lạc thì mình không bắt quăng về tương lai. Và cuộc đời mình nó hay có đi vào cái chuyện gọi là thả mồi bắt bóng cả đời như vậy. Không bao giờ xây dựng một cái nội tâm vững chãi an lạc trong hiện tại. Và lúc nào cũng nghĩ về tương lai. Tôi sống cho tương lai, vì tương lai. Những người nào càng hô hào về tương lai nhiều chừng nào đó, có chuyện họ đang cản đề, họ đang bế tắc trong hiện tại. Chúng ta phải có đủ khả năng sống tốt, sống an lạc ở trong giới hữu hiện tại này. Nếu trong hiện tại mà chúng ta không sống tốt, không sống an lạc, thì cái chuyện tương lai nó là một cái chuyện thả mồi bắt bóng. Và nói đến sống tốt, sống an lạc trong hiện tại đó, thì chúng ta phải nói đến cái tâm nào mà có cái chất của thiện pháp, của thiện căn, tức là có cái căn vô tham, căn vô sân, căn vô si. Nếu hiện tại mà không có căn vô tham, vô sân, vô si, thì lấy cái gì mà an lạc? Mà cái tâm đó đó mới thật sự là tâm thiện. Không có một thứ tâm nào mà gọi là tâm thiện mà trong đó nó chứa ngự bởi tham sân si hết. Là đối với chúng ta phải dứt khoát một điều. Dứt khoát một điều là sống ở đâu, làm việc gì, thân cận với ai mà phi ngã, mà tham nhiều sân, nhiều si nhiều, thì nên thay đổi. Đừng bao giờ vì lý do này, lý do khác, có trăm ngàn lý do để bám víu lên. Những người nào sống không an lạc mà bảo rằng họ sống bằng thiện tâm, chúng tôi không tin. Nếu mà mình sống bằng thiện tâm chân thật, thì thứ vì giữa sống gió phong ba mình vẫn có thể an lạc được. Bởi vì tự trong lòng đã có cái chất thiện rồi.
trong lòng đã có đủ sự an lạc rồi. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha, chờ chúng tôi một chút. Hình như thấy có thương tỏa tuyệt quyền vào cùng lớp phải của quý vị. Nếu quý vị có thấy thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết nha. Chúng tôi sẽ được một câu hỏi. Thương tỏa tuyệt quyền ơi, thương tỏa có ở trước máy không? Và nếu thương tỏa tuyệt quyền ở trước thì biết. Tiếp tục nha. Dạ thưa có con. Thì có cuốn ngày hôm nay đó, Đức Phật nha. Một cái người thiện ấy, thì đời này an lạc mà đời sau an lạc. Ở đây thì chúng ta thấy là đa phần người ta nghĩ đến cái chuyện sanh về của an lạc là sanh về của trời. Nhưng mà ở đây thì là mình sanh về trở lại làm người, ở trong con người có an lạc hay không? Và mình sanh làm của đời có những điểm gì mà nó thất thế so với của người? Và nếu mà mình được sự lựa chọn á thì mình đã sinh vào cõi trời hay sinh vào cõi người, cái tính thiện tạo hoa kỹ chia sẻ được. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá, như thưa chúng được nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp của chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu và thượng nhất đẳng thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tư, Đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì hỏi rằng cõi người là vui đúng không, thì xét về có hai cái trạng thái của chúng sinh, tức là cõi vui và cõi khổ, thì cõi người vẫn là cõi vui, chúng ta xác định như vậy. Vậy thì nói cái cõi vui với cõi khổ là nói với cái sanh thú để mà cái giới vứt ở cõi đó. Bởi vì cõi này, cõi người này, nó có vui, có buồn, có thiện, có ác. Có cõi khổ thì đa số là bất thiện nhiều, chúng ta nhớ như vậy. Cho nên, nhưng điều nói rằng vậy là cõi người lúc nào cũng vui, có phải không? Không phải. Phải nói là vui ít mà nó khổ nhiều, đó là cõi người. Còn đối với cái cõi thiên thì có vui nhiều, nhưng có khổ chứ không phải là không. Thì hỏi rằng nếu như nên chọn về cõi vui hay cõi thiên hay là cõi người, thì đây là hai cái khuynh hướng tu tập, hai cái khuynh hướng suy nghĩ. Nếu như sinh thiên hưởng lạc thì nên sinh thiên, bởi vì cái thiên lạc của chư thiên nó gấp trăm ngàn lần cái lạc của cõi người. Còn nếu như mà để mà hướng tâm mà lựa chọn mà tu tập á, thì người ta sanh lại cõi người. Nó có nhiều cái trái ngang, nó có nhiều cái bất bình đẳng, nó có nhiều cái buồn, cái vui, để chúng ta thực hành những cái thiện sự. Hay là chúng ta gặp những cái cảnh động tâm hơn, sang quế gáp, để chúng ta mới khởi sanh lên, sanh lên cái ý niệm tu tập tốt đẹp. Cho nên vì vậy các bậc chánh đẳng chánh giác Bồ Tát kiếp chót cuối cùng phải sanh về cõi người, mà tại sao không sanh về cõi trời? Bởi vì các ngài nói về cái sự vô thường, nói về cái sự khổ não, nói về cái sự vô ngã ở kiếp người, nó đã thể hiện một cách đầy đủ, một cách hoàn toàn hơn là cõi trời. Thì cũng như thế, nếu như ở cái kiếp cõi người này thì chúng ta dễ dàng làm các công đức thiện sự để gom góp cho cái ba la mật của chúng ta dễ dàng hơn là ở cõi thiên. Bởi vì ở cõi thiên lo hưởng lạc không. Cho nên nếu mà có lựa chọn thì người Phật tử nên chọn cái nào? Đây là tùy theo tình huống của chúng ta. Mà chúng ta nên cõi người thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải đi ra vào lúc thời mà có xiển duyên pháp, thời mà có những bậc trí tuệ, có những người bậc chân nhân, có Phật ra đời, các bậc tu hành hướng đạo chỉ dẫn cho chúng ta, thì đây là chúng ta sanh vào cái kiếp người lúc đó nó rất là hạnh phúc, nó rất là đúng đắn và tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta sanh vào cõi trời, trong cõi người mà vào lúc mạt pháp hay vào lúc mà cái ánh sáng chân lý, cái ánh sáng trí tuệ, cái sự tu tập nó kém á, thì chúng ta cũng dễ bị, cái này cũng nói thật,
dễ bị xu hướng, dễ bị làm các cái nghiệp ác hơn. Cho nên nếu như có tái sanh làm người, nếu như được làm người trở lại, chúng ta đó là một cái nhân khởi để chúng ta tiếp tục tạo các thiện sự, và đặc biệt tức là tạo ba la mật, thì đây là một cái điều mà chúng ta người Phật tử phải có một sự suy nghĩ kỹ lưỡng rõ ràng. Nhưng sanh về cõi thiên thì chỉ hưởng lạc, đến khi hết phước rồi chúng ta cũng tái sanh vào một cái cõi khổ đau khổ tiếp tục nữa, chúng ta nhớ như vậy. À, chứ không phải là tự động mà chúng ta xuống từng bậc đâu. Có những lúc chúng ta xuống từng bậc, chẳng hạn như từ cõi cao xuống từng bậc, nhưng điều mà thường là ở cõi trời, đau lợi hay là ở tứ đại thiên vương gì đó, thì thường chúng ta rơi, một là chúng ta có thể rơi vào cõi người, hoặc là chúng ta ngay cả rơi vào cõi khổ luôn. Đó là cái điều mà do cái nghiệp quả của mình đã tạo. Có những con người đầy đủ phước báo đó, thì có thể nó từng tự rớt từng tự. Nhưng những người mà chúng sinh thì vốn đa tình lắm bậc, mà chúng sinh cũng vốn thụ ác thì nhiều, mà chứa thiện thì ít. Cho nên vì vậy khi mà đang hưởng thiện thì tự cho rằng mình hay ho, quả thật chỉ một lúc mà hết tuổi thọ, khi mà phước báo nó hết thì mọi việc hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không như ý chúng ta muốn, không y chúng ta tính được đâu. Đây chính là cái điều mà làm một người tu hay làm không tu, chúng ta cũng nên hiểu thấu cái điều này, hiểu rõ ràng điều này, để chúng ta làm các công đức, để chúng ta thực hành các cái thiện sự được tốt đẹp, được đầy đủ và được viên mãn hơn trong cuộc đời này. Cho nên hỏi sanh thiên với cõi thiên và cõi người, cõi trời thì tùy theo cái tâm lý, ý niệm tu tập của từng người Phật tử hay là từng chúng sinh ước cầu. Nhiều khi đó quý vị biết, mình chỉ nghĩ là chắc sanh về cõi trời, có nghĩa đó là nhiều khi đó là viên mãn, hay sanh về cõi trời rồi mình cũng làm các cái thiện sự, nhưng sẽ quả thật ở trời, cõi trời nó rất là khó để mà chúng ta làm các cái thiện sự. Cái đó nói thật vậy đó. Thường thì do cái tâm tham của chúng sinh nó dẫn dắt về cõi đó là ngồi hưởng lạc, coi như là rồi chúng ta quên đi những cái căn lành, những cái điều thiện mà chúng ta cần phải tạo tác. Cho nên ở đây cần một cái chánh tri kiến, cần một cái sự hiểu biết vô cùng to lớn, cũng như người đi tìm cái lỗi cây vậy đó. Cho nên cái ý niệm về bất động tâm, hay có một cái ý niệm về cái sự tu tập, ý niệm về một cái sự giải thoát, thì điều này nó là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự suy tính. Chứ còn nếu như trong cuộc đời này mà rất là đơn giản, sinh ra thì thôi kệ, tùy duyên nghiệp đưa mình tới đâu mình đi tới đó, thì cái điều này thì không nói. Nhưng nếu như chúng ta cho chúng ta chọn lựa thì chúng ta nên có một sự suy nghĩ cẩn trọng hơn. Mà cái sự suy nghĩ cẩn trọng đó nó cũng phải được kết tụ, nó phải được thực hiện xuyên qua cái tâm nghiệp của mình tạo tác trong ngay trong hiện tại, thì cho cõi giới tái sinh đó. Và chúng ta phải có bố thí, chúng ta phải có trì giới, chúng ta phải có tu tiến, thì đó mới là cảnh giới của thiên, hay cảnh giới của cõi an vui. Ngay cả sanh mỗi người tiếp tục nữa thì cũng là chúng ta cũng hữu duyên hữu phước nha. Nhưng mà sừng bò với lông bò đó chứ không phải chuyện mà bình thường đâu. Chúng ta muốn dễ dàng mà chúng ta chọn lựa cái điểm chỗ tái sanh đâu, không có chuyện đó. Do cái nghiệp quả của mình, do cái sự tạo tác, do cái sự hành thiện, do cái sự tu tập, do cái sự đầu tư, do một cái sự quân tập, do một cái sự chuyển hóa và tự chế đối với chính mình, thì chúng ta chuyển nghiệp mình nó được tốt đẹp. Chúng ta nói rằng cuộc đời này nó là một biển khổ của kiếp người, cõi người là cõi khổ, có phải gì không? Biết bao nhiêu là muôn ngàn cảnh khổ, đời là muôn ngàn cảnh khổ. Chúng ta nói như vậy nhưng cũng vẫn xác định cuối cùng là cõi người vẫn là cõi vui, so với cõi khổ là địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ, rất là khổ.
ở đó không có những thiện tâm khởi sanh, và những ác tâm khởi sanh và phải trả cái quả đó, tâm bất thiện, cho nên nó tụ theo cái quả, quả tế tục bất thiện. Cho nên là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ, chứ không dễ sanh được làm người. Và cũng như thế, cũng khó sanh lên chư thiên. Từ con người rớt vào đời ngục bạch sanh ở tu la ngạ quỷ nó dễ, từ cõi thiên rớt vào địa ngục bạch sanh ở tu la ngạ quỷ hơn là rớt vào người. Đó là sự thật. Và chính ở trong ở trong cái những cái bài kinh mà chúng ta nghe, như bài kinh sừng bò đã được ví dụ như vậy. Sừng bò có hai cái sừng bò, so với số lông bò thì chúng sinh sanh thiên giới, như thiên giới hay sanh về cõi vui đó, cũng như là sừng bò, mà chúng sinh đọa cái địa xứ như là sừng bò, cũng như là lông bò thì cũng vậy. Đó là chính là như thế đó. Còn các cái cõi mà cái cõi thiền thì phải chứng thiền mới sanh về cõi thiền, chứ không thể nào chúng ta là ca làm các vị công đức mà chúng ta được cái phước thì chúng ta sanh về đó, vậy mà được chứng đắc thiền mới sanh về các cái cõi thiền, sơ nhị tam tứ thiền và cõi vô sở hữu là không vô biên thức, vô biên vô số, cái từ tử xứ, thì phải chứng đắc các cái tầng thiền vô sắc, chứng đắc các tầng thiền sắc giới, sanh về cõi sơ nhị tam tứ thiền. Chứng đắc về thiền sắc giới thì sanh về cõi không vô biên thức, vô biên vô số, vô biên tử xứ. Đây là cái giá trị sự thật. Thì ở đó cần lắm cho tất cả chúng ta chọn cái con đường tái sinh của mình. Và cũng như là để tiếp tục trong hành trình muôn dặm xa, đối với người không hiểu biết thì là luân hồi vô tận. Như những người mà hiểu biết được một phần, biết đường sinh tử đó, chúng ta nên tạo những pháp độ ba la mật, thì chúng ta nên chọn một kiếp người mà vào lúc đúng thời đúng lúc, có đầy đủ cái thượng duyên, cái thiện duyên để chúng ta tiếp tục thực hành ba la mật. Và để tiếp bạch hòa thượng, đây chính là đôi lời con suy nghĩ như vậy. Nếu có gì cần muốn tốt thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú, cái trường thiêu tòa thiêu quyền. Nhưng thiêu tòa thiêu quyền đang ở trước máy đó. Xin được hỏi thiêu tòa một câu là ở trong bài kinh này có một đoạn mà Đức Phật dạy rằng khi một người ác mà họ nhận ra việc mình làm là việc ác thì họ khổ. Thì chuyện đó chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà nếu một người làm ác mà họ không bao giờ coi việc ác đó là việc ác, mà họ chỉ nghĩ đó là việc tốt thôi, thì họ có khổ trong đời này không? Tức là một cái người mà biết mình làm ác, có ăn năn hối hận thì mới là khổ. Như vua Xà Thế biết là mình biết giết cha là một tội đại nghịch đó, thành ra mới khổ. Còn cái người mà họ vẫn tỉnh bơ, họ vẫn coi thường, họ không thấy cái chuyện mà ác họ là ác, thì họ có tránh được cái khổ của đời này không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Quyền. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, quý vị nghe rõ. Đây chúng con kính lễ đến Chư Tăng, xin kính chào đến với tụi này cũng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, chúng ta thường thì chúng ta cho rằng đúng vậy. Chúng ta thấy cái người nay khổ đời sao khổ, làm ác hai đời khổ, nó khổ, ta làm ác thì khổ, thú khổ hơn. Thì quả thật, khi chúng ta một thì chúng ta xuôi chiều chúng ta nói như vậy. Cái người mà coi như là không gớm máu, bàn tay ác mà coi như đầy máu, máu tươi mà không gớm á, thì chúng ta nói như vậy. Nhưng có những lúc họ cũng phải chung tay lại. Khi một lúc nào đó
chúng ta cũng nhớ theo một cái điều mà theo một cái quy luật của tâm lý, họ hăng hay sai, họ lao vào, họ đâm, họ chém, họ giết nhau, lúc đó hay hoặc do cái sự thù hận, thì lúc đó, đó họ cảm thấy coi như trả thù đối với kẻ thù của mình. Bây giờ ví dụ như vậy đi, họ gặp được kẻ thù của họ, bây giờ họ ở thế mà chủ động, ở thế mà hoàn toàn, ở cơ gì là chiến thắng, thì họ sẽ hành hạ kẻ thù một cách đau đớn. Nhưng mà chúng ta nhớ, ở trong phim chúng ta coi như phải lóc từng cái lóc thịt trả thù như vậy nó mới vừa lòng. Thì quả thật tâm tư của họ nó nóng giận như vậy, mà họ cảm thấy nó là coi như bàn tay khát máu luôn, giận mà quán hờn. Như điều có vậy, chứ có những lúc tâm tư họ cũng trùng lại. Khi họ thấy những cái niềm đau nỗi khổ của người, của ở đâu đâu đó, bị cảm thọ nó bị biến chuyển mà nó vô thường mà. Cho nên lúc đó đó, họ cũng phải bị một sự cắn rứt, hay bị một cái sự khó chịu, hay bị một cái duyên nguyên khởi duyên lý nào đó, làm cho họ cũng cảm thấy không vừa lòng. Và cái lý thứ hai đó, là đây là khổ chắc rồi. Là tuy họ không có khát máu, nhưng họ cũng vẫn lo sợ khổ là người ta trả thù mình. Một cái trạng thái thứ hai nữa là sợ người ta bị người ta trả thù, chứ không phải lúc nào mà cũng chiến thắng đâu. Ngay cả ngày hôm nay cũng vậy, ở không có một đất nước nào mà cảm thấy gọi là an toàn được. Bởi vì lúc nào cũng vậy, nó cũng có một kẻ thù vô hình. Có thể họ suy nghĩ rằng sẽ có một cái cuộc chiến trận, cuộc chiến tranh của hạt nhân, của nguyên tử. Đó là sự thật. Dầu các nước có như thế nào nhưng họ cũng rất là sợ. Chẳng hạn như ở Mỹ, họ rất sợ những cái chiến tranh hạt nhân nó xảy ra. Là chắc chắn rằng họ cũng phải khổ. Đó cũng là một sự lo sợ. Khi đó là một đất nước hùng cường về nguyên khí, nguyên tử, về quân sự. Đấy, chúng ta thấy đâu có vui được một cách vẹn toàn được. Đây là nói một cách thực tế. Còn cái việc thứ hai nữa, thì dầu cho có như thế nào, thì hôm nay mình đâm chém giết người ta, mình làm khổ cho người ta, mình tưởng đâu mình vui, nhưng điều người ta cũng rất là sợ cái kẻ thù nó hại lại. Chứ họ không có tin tưởng, họ không suy nghĩ rằng cái quả gì cả, mà cái hiện thực chính là cái đời họ sống đâu có vui vẻ được. Bởi vì họ phải run sợ, họ luôn luôn phải khiếp sợ trước cái gì? Trước cái sự đe dọa của người khác có thể giết chết họ. À, chúng ta phải nhớ như vậy. Họ khát máu, họ hơn người, họ áp lực. Họ dùng cái thế lực của chính họ, dùng cái quyền lực của chính họ để áp bức người khác. Thì lúc cũng có lúc chúng ta thấy như nó đi đêm có ngày cũng sẽ gặp ma, hay hoặc là núi này cao còn cái núi khác cao hơn, cái người này như thế này thì cũng có những người khác nó điều tiết họ. Thì coi như là chúng ta có một cái từ coi như là anh hùng gặp anh hùng đó, cao nhân sẽ gặp cao nhân, ác sẽ gặp người ác, sẽ gặp người cực ác, cực ác sẽ gặp người tối thắng ác luôn. Thì đó, nó phải có một cái điều đó, và chính hay hoặc là chính là sự trả thù quan kết với nhau, cho nên họ không có thể vui vẻ được, họ sẽ không có ăn ngon ngủ yên được. Như chúng ta thấy Tần Thủy Hoàng đó, lúc đó đã bình địa tất cả mọi thứ mọi nơi rồi, nhưng lúc nào sợ cũng sợ kẻ thù sẽ giết chết mình. Hay cái cả Tào Tháo đó thì đó chính là một sự khiếp sợ mà. Cho nên chúng sinh không có an toàn, và nếu họ làm ác á, thì họ ngay cả họ không cắn đứt lương tâm, nhưng kẻ thù là cũng đã gây cho họ rất là lo lắng và sợ hãi trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy, đứng trên cái nhìn của chính con thì con thấy rằng đúng như vậy đó. Nay vui thì đời sau vui, người làm thiện thì cả hai đời vui. Cũng như nay khổ, nay sầu đời sau sầu, nay khổ đời sau khổ, người làm ác thì cả hai đời sẽ đau khổ lại như vậy.
Còn tất cả chúng ta hãy sống làm sao mà được căn bản, được tốt đẹp. Chúng ta đừng, chúng ta phải có một cái sự hổ thẹn, có một sự ghê sợ những cái tội lỗi, thì chắc chắn rằng đó cũng là một cái điều mà chúng ta được vui, được tốt đẹp. Và kính bạch Hòa Thượng, đây chính là những ý nghĩa của con là vậy. Nếu cô đi cờ vô tục từ kính cùng thỉnh Hòa Thượng, Nam Mô Phật. Sa thu kính trình Thượng tọa Thế Quyền. Thượng tọa Thế Quyền, đây là câu hỏi sau cùng với Thượng tọa, sau đó thì phần còn lại sẽ trở lại với bài giảng. Thượng tọa Thế Quyền, có một số người ngày nay đó, họ chia ra nói đến việc thiện đó, thì một là việc thiện có tất cách là tôn giáo, ví dụ như đi đến các đền chùa làm phước, cái đó chúng ta gọi là làm phước. Hai là việc thiện, tức là từ thiện, là cái chuyện mà đi gọi là từ thiện mang tới cái xã hội hơn là tới cái tín ngưỡng. Và người ta tin rằng nếu mà mình cái việc thiện mà mang tới cái tín ngưỡng nó không phù hợp, thì mình chọn cái việc từ thiện mang tính xã hội. Có những người họ cảm thấy rằng việc từ thiện xã hội đó, thí dụ mình đi giúp cho người nghèo mà mình cảm thấy không có cái gì hoan hỷ hết. Và họ có tiền rồi, họ cũng sống bình tầm thường như vậy thôi, mình đi làm phước cho những gì mình thấy cái tâm mình nó được thăng hoa, nó được trong sạch hơn. Thì theo Thượng tọa Tư Nguyên, cái việc mà từ thiện xã hội và cái việc mà làm phước mang tới cách tôn giáo, hay là nói cụ thể là làm phước theo cái niềm tin Phật Pháp đó, thì hai việc đó nó có giống nhau hay không? Hay là cái bản chất nó vẫn khác biệt? Ví dụ mình bố thí đến một người nghèo và mình cúng dường đến một nhà sư chẳng hạn, thì cái sự khác biệt như thế nào? Xin thỉnh Thượng tọa Tư Nguyên chia sẻ và suy nghĩ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúng con kính lễ đến Chư Tăng, kính chào toàn thể quý vị. Đây là một điều rất là quan trọng. Nếu là một người có niềm tin nơi Tam Bảo thì là một việc phước là cao cả. Một sự bố thí, một sự cúng dường. Một sự cúng dường và một sự bố thí hai khác nhau. Bố thí cho người nghèo khổ hoặc chẳng tần, hoặc là chẳng bần, chẳng tế. Khi chúng ta đi tới những cái nơi chẳng tế, hay gặp những cái nơi mà bão lũ, màn trời chiếu đất, chúng ta cảm thấy đáng thương, rất là quan trọng, làm cho tâm của chúng ta có thể chia sẻ và giúp đỡ đến đồng loại, hay là đến những con người đau khổ đó. Đây là một tâm đại thiện tốt, đây là một tâm thiện tốt, xin báo trình như vậy. Nó chỉ ở chừng đó. Nếu như người có niềm tin nơi Phật Pháp thì họ biết, họ hiểu một cách sâu hơn những người này đang cần cái sự giúp đỡ. Chúng ta có điều kiện, chúng ta có cái duyên, chúng ta cũng nên làm. Nhưng cái sự cúng dường là một phước duyên rất lớn. Một phước duyên đó, chúng ta có phước, chúng ta phải được làm cái phước duyên đó. Và làm cái phước đó, chúng ta mới có một cái phước tốt đẹp. Có một số người cho rằng bây giờ tôi không thích đi chùa nữa. Mà đi chùa cúng thì cũng đầy đủ như thế này thế kia. Tôi đi tới, tôi từ thiện xã hội, tôi làm tâm của chúng tôi cảm thấy vui là quả thật. Khi họ nói như vậy, họ cho rằng họ là một người đệ tử Phật thì rất là tiếc. Cái sự so sánh đó do họ chưa hiểu gì cái tinh thần của nghiệp quả, họ chưa hiểu gì về cái ý niệm của Tam Bảo, của niềm tin, của sự cúng. Chứ chúng tôi không có nói thêm ra vấn đề mà cúng dường phân biệt nữa. Phân biệt kinh đó, trong bài kinh cúng dường phân biệt kinh đó,
chúng ta nên làm những công đức thiện sự. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói lại không? Dạ, cảm ơn cô Phong Lan đã nghe rồi ạ. Dạ, quý vị đã nghe lại chưa? Dạ, một Phật, dạ cảm ơn cô. Thì đây là hai cái cách làm nó khác nhau. Chúng ta cúng dường đến chư tăng. Đó là có sự cung kính, đó là một niềm tin. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và sự cúng dường này, đây là một tinh thần hộ pháp. Đây là tinh thần của hộ tăng, hộ đạo. Vậy thì, người Phật tử, nếu như cúng dường là Phật tử có cái phước, và người có phước mới được cái duyên phước cúng dường. Đây là một ý niệm đặc biệt đó quý vị. Cái điểm tựa mà vui nhất khi tăng lô cá sa tí, tức là điểm tựa của tăng bảo mình luận phước vô thượng ở đời. Và nhờ cái sự cúng dường, nhờ cái sự gần kề như vậy, tâm của chúng ta mới có một niềm tin phát khởi, và chúng ta được tạo nhiều cái thiện sự mà kết quả an lạc trong tương lai. Còn cái việc mà chúng ta làm từ thiện, chúng ta không phải là một người Phật tử, chúng ta cũng vẫn làm từ thiện được. Họ đi đến đó, họ có tiền nhiều thì họ cho, họ buông bỏ ra những cái hoặc là những cái họ rửa tiền hay hoặc họ làm cái gì đó, họ buông bỏ cho những người kém may mắn, vân vân. Thì không phải là một người Phật tử người ta cũng làm được. Nhưng chỉ một người mà cúng dường đến chư tăng, một miếng cơm manh áo, một cái bánh củ khoai, hay một bữa hay một chút xíu gì đó của vật dụng, của tiền bạc, của phương tiện, thì điều này nó phải có cái duyên mới được. Cho nên vì vậy những người mà nói như chúng tôi vừa nói đó, à thôi tôi không có thích như vậy nữa, thì cái chuyện đó là cái chuyện của họ chưa có hiểu. Nhưng là một người Phật tử chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Cũng như chúng ta lo cho gia đình, cho cha, cho mẹ, cho quyến thuộc của chúng ta là một chuyện. Còn chúng ta đối tế cho xã hội, có thể giúp chẩn bần chẩn tế hay là đám xá gì đó của xóm, của làng, của những người bạn với nhau là chúng ta phải làm. Đó là sự thật. Thí dụ như bây giờ người ta mời mình một cái đám cưới, một cái đám sinh nhật, một cái đám giỗ, một cái đám ma chay, một cái đám tang gì hết, thì tất cả chúng ta phải biết là cái quy trình thôi. Sống ở kiếp con người, mà nếu chúng ta keo kiệt thì không có được. Có nghĩa rằng người ta mời mình thì mình phải có một cái sự đối đáp, bánh ít đi bánh quy phải trả về. Đó phải cho qua cho lại, đó cũng là một cái sự ban phát đó chứ. Mình thu bây giờ mình phải gửi lại, mình nhận bây giờ mình phải trả. Chứ nếu như chúng ta nhận không mà chúng ta không trả thì chúng ta chơi mình chúng ta. Để con người chúng ta rất là tồi, con người chúng ta rất là dở, con người chúng ta rất là bảo thủ, rất là keo kiệt. Cái này nó thực tế, cái duyên cái phước đó nó là như thế vậy đó. Thì cũng vậy, có những con người họ không có niềm tin nhưng vẫn có cái tâm để nghĩ đến cái gì, đến đồng loại, nghĩ đến những người mà có hoàn cảnh khổ hơn, thì cầu mong những người đó thì nó cũng có cái tâm, cũng có nghĩ tới một cái gì đó. Chứ còn hơn là những người vô thần, bàn tay khát máu, và họ không có suy nghĩ gì, họ chỉ nghĩ tới cái chuyện mạnh được yếu thua, và không gớm máu, và đạp trên đau khổ của đồng loại, vân vân. Thì những con người đó
họ không có sợ cái tội lỗi thì chúng ta miễn bàn vô thần, cũng như đoạn kiến là chúng ta không có bàn, không sợ tội, không sợ phước, không có tin đời này, không có tin đời sau, không có tin Phật trời, không có có tin ân đức của cha mẹ, ân đức của các sa môn bà la môn, ân đức của cái phước của tội, thì những người đó thì chúng ta không nói rồi. Thì quả thật như vậy, kính thưa quý vị, nó rất là khó, rất là khó làm, rất là cái duyên chúng ta không dễ dàng đâu. Chứ đừng có nói rằng à thôi tôi cúng như thí dụ bây giờ cúng chi mà xây chùa to Phật lớn chi, thay vì những cái đồng tiền đó là đem đi đi làm trường làm lớp, đem đi làm bệnh viện. Chúng ta nghe nó hữu lý, nhưng ngược lại tại sao người ta làm được những cái duyên phước đó? Bởi vì cái đó là cái phước duyên của Tam Bảo, của Phật Pháp, của người đó. Rồi có những con người họ đi cho cuộc đời này, rồi họ để lại cho một cái tổ chức, hay để lại cho đời một số tài sản rất là lớn, không liên quan gì tới tôn giáo, không liên quan gì tới, tới cái niềm tin của chính họ cả, nhưng điều mà họ để lại cho đời như vậy đó. Và quả thật thì bởi vì họ phải để lại cho gì, bởi vì họ chết rồi thì không thể đem theo được, thì thôi cái đó bỏ lại, nó là một duyên khác nữa. Cho nên vì vậy mới xác định rằng làm phước, có phước mới được làm phước cúng dường, mới là một tinh thần hộ đạo hộ pháp. Và từ cái sự làm việc thiện, làm việc lành, làm việc phước đó mà để hộ đạo hộ pháp, hộ tăng đó, hộ trì Tam Bảo đó, nó mới được phước duyên rất là to lớn trong tương lai. Chúng ta luôn luôn sống một ngôi nhà, sống ở trong một ngôi nhà chánh pháp, trong con đường, trong cái con đường sanh tử này. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thí dụ như bây giờ tự nhiên tại sao mà vàng bạc để chi mà tự nhiên đúc thành một cái khối, một cái vô tri vô giác để đó, đúc thành cái nguyên cái tượng Phật nó lớn lao biết bao nhiêu tiền của ở trong đó, mà tự nhiên rồi nó trơ trơ bất động như vậy, mà tại sao không lấy những cái tiền đó ra mà cứu tế, giúp đỡ cái nào đi, đỡ nó. Chúng ta nghe thì nó thuận tịnh thuận lý, nhưng trong cuộc đời nó không phải như lý chúng ta nói đâu. Bởi vì những cái gì mà họ làm như đó nó rất là ít so với của cải trên cuộc đời này, nhưng chúng ta chỉ tập trung chúng ta nói ở một vấn đề đó. Còn bao nhiêu cái những cái điều mà những người mà người ta phung phí sa đọa hoang đàn, tham nhũng đục kết rút của quốc gia, của đất nước, tham nhũng như vậy, tại sao chúng ta không phê phán? Chúng ta im lặng bởi chúng ta khiếp sợ, chúng ta sợ cái sự đụng chạm, sợ cái này, sợ cái quyền lực này áp chế chúng ta, vân vân. Đấy là cái sự thật. Và cái quyền đó là cái quyền của người. Người ta có một niềm tin, tại sao người ta sống chết một niềm tin, người ta hy sinh cả cuộc đời cho cái niềm tin đó, cho một cái lý tưởng đó. Họ hy sinh một niềm tin cho lý tưởng họ thì được. Lúc này thì người khác cũng có thể đi theo và hy sinh tinh thần và thể xác này cho tín ngưỡng của họ, cho đạo của họ, cho người của họ. Đó là cái duyên của họ. Nha. Đây là một điều mà người Phật tử phải nhớ. Chúng ta làm bao nhiêu việc phước cũng không có đủ đâu. Quả thật. Làm được bao nhiêu? Những con người mà nói à thôi tôi không cúng cho chùa, cho vợ như thế này cho nó không cần. À, bây giờ tôi đi bố thí cho cái điểm từ thiện những nó hay. Những người đó biết là ham danh ham lợi. À, trong đó tức là tới đó đó rồi được người khen, được người tặng. Hay là quả thật không cần những người đó. Phật Pháp này nó cũng tồn tại. Cái phước của Tam Bảo, cái sự tồn tại vẫn lưu truyền. Nói một câu thì nghe nó đau lòng. Không có mở chợ thì cũng chẳng dám không bữa nào. Cuộc đời là vậy đó. Đừng có cho rằng mình hay tưởng cho rằng là tốt đẹp. Cái duyên của Phật Pháp còn lớn mạnh thì sự tiến triển nó lớn mạnh. Cái duyên của Phật Pháp nó yếu và nó suy tàn. Cuộc đời này, dẫu cho có vua chúa, dẫu cho có nhiều người hộ, cái tinh thần của Phật Pháp nó không có sức sống, nó không có mãnh liệt nữa, nó không còn tồn tại nữa, thì cũng kết thúc thôi. Đến một lúc thì tất cả mọi việc nó đều xuống dốc.
Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta làm không có bao nhiêu mà hơi bị trình bày lý thuyết thì nhiều, mà so sánh tưởng đâu rằng mình là người cúng như thế này, kiến như thế nọ. Quả thật chúng ta chỉ là những hạt muối bỏ biển. Những việc lành của chúng ta để bỏ xuống so với công đức ác của chúng ta, không có được cái gì. Nói như vậy thì nghe nó đau lòng, nhưng quả thật là vậy đó. Nhưng có những con người chỉ một cái bánh củ khoai mà nuôi dưỡng mạnh mạnh của Phật giáo bao đời nay, chứ đâu phải là chúng ta là những người đại gia, những người đàn tính ghê gớm rồi nói lên những câu nói mà làm thay đổi lại cái đạo. Không có chuyện đó đâu. Từ ngàn xưa cho tới hôm nay, Phật pháp của chúng ta rất là đặc biệt. Không có nói giàu, không có nói nghèo, mà Phật pháp đi theo, cuốn theo cái chiều sinh hoạt của cuộc đời và nó tồn tại. Đây chính là cái sự suy nghĩ của chính con là vậy. Nếu có điều gì mà cần bổ túc thêm nữa, đây câu hỏi nó rất là hay. Con kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình Chư Tổ Tư Quyền. Thưa quý vị, sau những chia sẻ của Chư Tổ Tư Quyền, chúng tôi xin được trở lại để nối tiếp những suy tư của Chư Tăng đối với câu Phật cùng này. Khi mà chúng ta đọc câu Phật cùng đây thì chúng tôi tin rằng hầu hết sẽ cảm nhận được ba điểm mà Đức Phật Ngài đã dạy, và nó liên hệ đến, và những điểm đó liên hệ đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Điểm đầu tiên mà chúng ta nói ở đây là những băn khoăn ở trong cuộc sống. Vì dĩ nhiên khi nó băn khoăn, chúng ta băn khoăn về tương lai của mình. Từ khi mà bắt đầu chúng ta biết mưu sinh, đi vào cuộc đời, tìm công ăn việc làm, tìm một người bạn đời, lĩnh vực luôn luôn Chúng kính cung thỉnh hòa thượng giới đẳng cầm mic trở lại. Thưa quý vị, nãy giờ quý vị không nghe chúng tôi nói phải không? Dạ bực. Thưa quý vị, một người sống đủ tốt thì người đó an lạc bây giờ và tương lai cũng an lạc. Một người sống tốt phải có đủ niềm tin với việc đó. Niềm tin rất là quan trọng. Chiều hôm qua, thưa quý vị, chúng tôi đến dự một đại lễ Phật đản ở chùa Tích Lan. Và ở chùa có yêu cầu chúng tôi có một bài pháp cho những người Tích Lan ở đó.
Chứ tôi có đề cập đến một đề tài, đó là đa phần chư tăng bên Nam Tông theo truyền thống Theravada đó, khi đi hoằng pháp đó, thường nói nhiều về cái phần của lý trí. Thí dụ như mình tu với trí tuệ, học với trí tuệ, hành có trí tuệ. Mà gần như chúng ta nghĩ rằng ở trong Phật Pháp không có đề cập đến, không nhấn mạnh đến cái gọi là cái cảm xúc. Mà chúng ta gọi là tình. Tức là mình đã có lý phải có tình, có cảm xúc, có lý trí phải có cảm xúc. Và chúng tôi có trình bày các vị đó rằng thật ra đó, chúng ta rất cần cảm xúc, và cảm xúc một lần mạnh. Và ở trong điều này trong kinh có nói, chứ không phải là không có nói. Tại vì chúng ta quá nhấn mạnh về phương diện lý trí, phương diện lý tính, và không để ý về phương diện cảm xúc. Thí dụ như, trong những cái giai đoạn khó khăn của cuộc sống, một cái khả năng để làm mạnh mẽ thêm niềm tin của chúng ta. Ví dụ như trong khó khăn mình nói rằng con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Hay thấy Đức Phật còn tại thế, có những nam cư sĩ, nữ cư sĩ, khi một quảng hốt bị trượt té, thì họ nói lên là con đã lấy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán trên đảnh giác. Hay là trong đêm tối, nằm ở ngoại thành, ở giữa trùng trùng đêm đen, thì gặp chuyện sợ hãi thì thúc lên là con quy Phật, con quy Pháp, con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Cái đó là cảm xúc, thưa quý vị. Đó là cảm xúc. Chúng ta phải có đủ niềm tin giữa cuộc đời này. Nếu đã nhiều năm học Phật Pháp, nhiều năm nhận mình là Phật tử, mà trong cuộc sống vẫn không có đủ niềm tin ở tương lai tốt đẹp, ở hiện tại tốt đẹp, thì sự tu tập của chúng ta có vấn đề đó. Chúng ta phải có niềm tin. Và niềm tin đó phải đủ cái khả năng khẳng định cho chúng ta thấy rằng nay vui đời sau vui, người thiện hay đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh là cảnh vui hơn. Chúng ta phải có niềm tin đó. Có một lần ông Hoàng Maha nó bắt bạch với Đức Phật, là vì ông biết rằng cái giây phút lâm chung là giây phút rất là quan trọng để quyết định kiếp kế tiếp. Giây phút lâm chung đó, nếu mà lâm chung với tâm phiền não, với tâm sầu khổ, hối hận thì đi xuống, với tâm thanh thản, nhẹ nhàng thì đi lên. Và do vì ông nói bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, kinh thành Kapilavastu này là ngựa xe như bắt cưỡi. Kinh thành Kapilavastu này có đủ tất cả những lý do để tạo nên những cái chết bất ngờ vì tai nạn lưu thông. Và đôi khi con đi con cảm thấy băn khoăn, lo sợ là liệu rằng mình tu tập như vậy, mình làm phước như vậy mà rồi lỡ bị một cái tai nạn mất, thì trong lúc bị tai nạn đó, cái đau đớn, cái khổ sở, bị thương tích đó, nó có làm cho con bị đi xuống không? Thì Đức Phật dạy rằng, này Ma Na Ma, hãy vững tin. Hãy vững tin ở Phật, hãy vững tin ở Pháp, hãy vững tin ở Tăng. Vững tin ở lý nhân quả. Đức Phật đưa ra một thí dụ là trong một cái ghè ở đây thường là bằng đất nung, thưa quý vị. Đừng những thứ như là bơ, sữa, đừng bơ. Bơ cũng là một loại dầu béo. Và khi cái ghè nó bị lập ra, cái mảng của cái ghè bằng đất nung á, dĩ nhiên là nó chìm xuống. Nhưng mà những cái chất liệu mà bơ á, thì nó không thể nào chìm xuống được. Bơ không chỉ chìm xuống, bơ nó sẽ nổi lên. Thì Đức Phật dạy rõ rằng một người sống có niềm tin, một người sống có làm phước, một người sống có chánh kiến, tức là người đang quân tập cái chất liệu. Và chất liệu đó nó phải nổi lên chứ không thể chìm xuống được. Vì vậy, chúng ta sống phải có khả năng đủ tự tin
đủ sự an tâm, đủ sự mạnh mẽ. Nếu mình lập phước, nếu mình có chánh kiến, có chánh tính, và nếu mình có sự nương tựa ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Chứ không có lý do gì mình tu cả đời mình lập phước rất là nhiều mà tối ngày cứ nơm nớp, cứ băn khoăn, không biết rồi giây phút cuối cùng mình sẽ ra sao, đời sau sẽ ra sao. Thậm chí có nhiều người không biết mình chết đi rồi có ai thắp nhang hay là để nhang tàn khói lạnh. Những cái chuyện đó thì quý vị, nó không có cơ sở, nó không có căn cứ. Chúng ta phải có khả năng để giữ vững niềm tin ở Tam Bảo, có khả năng để khẳng định rằng mình luôn nương tựa ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Phải có khả năng khẳng định với chính mình rằng mình đã có tạo những phước lành trong đời sống. Và những điều này khiến cho chúng ta có được cái sức chịu đựng, có cái khả năng vượt qua đối với những cái hoàn cảnh bất trắc mà chúng ta không ngờ được. Đối với những cái hoàn cảnh mà chúng ta không có chuẩn bị. Và lời Đức Phật dạy thế, dạy thì nay vui đời sao vui, người thiện hai đời vui, vui thấy việc thiện mình làm, sanh là cảnh vui hơn. Và người ác thì nay sầu đời sao sầu, người hai đời sầu, sầu khổ mình làm ác, sanh khỏi khổ, khổ hơn. Chúng ta nên biết như vậy, chúng ta nên hiểu như vậy. Đó là điểm đầu tiên. Tức là Đức Phật dạy chúng ta có được một niềm tin ở tương lai, y cứ vào trong hiện tại. Và niềm tin nó phải được xác định, niềm tin nó phải mạnh. Bởi đây thưa quý vị, Đức Phật này cũng khẳng định một điều khác. Như là nhiều lần Ngài đã dạy, là trong những cái hạt giống, trong những cái bản chất mà được gieo vào đời sống của chúng ta, thì có những thứ gọi là thiện, có những thứ là bất thiện. Và chúng ta là người có hiểu đạo, không thể phân biệt, không phân biệt điều đó. Và sự phân biệt này là một sự phân biệt rất là tinh tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có khả năng. Hồi nãy chúng tôi có thể có nói với quý vị đó là cái căn thiện vẫn là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham là trạng thái không vướng mắc, vô sân là trạng thái không bực bội, khó chịu, bất bình, phẫn nộ, vô si là trạng thái mẫn tiệp, sáng suốt. Quý Phật tử cứ nghĩ đi, chúng ta bỏ 2 giờ đồng hồ một ngày mỗi ngày để nghe Pháp giới lời Phật dạy. Đôi khi chúng ta phải hỏi rằng những gì mà chúng ta học, những gì chúng ta nghe đó, có khiến cho trí tuệ chúng ta thắp sáng không? Hay là chúng ta càng nghe chúng ta cũng u mê thêm? Chúng ta phải đặt câu hỏi là khi mà chúng ta buổi sáng thức dậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, buổi tối đi ngủ, nguyện muôn lời chúng sanh nhất trừ bộ hoàng trái, bị mua lời chúng sanh được an lạc, thì điều đó là có phải là nóng nảy khó chịu không? Chúng ta phải thấy điều đó. Chúng ta phải đặt vấn đề là khi chúng ta nhìn thấy mọi thứ sanh diệt vô thường, thì cái thấy đó thấy bằng cái tâm dính mắt hay là tâm có khả năng là buông xả? Thật ra thưa quý vị, ai trong chúng ta đó thì cũng nghĩ rằng lòng tham là hạnh phúc hết. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là mình đi ngang một khu rừng, đi ngang một nơi nào đó, mà gặp gai góc, gặp cái gì nó cứ vướng mắc lên, thì có hạnh phúc hay không? Hay là chúng ta đến và đi cuộc đời này không có vướng mắc mới là hạnh phúc? Những điều đó bắt buộc chúng ta phải đặt suy nghĩ. Những cái chất liệu nào mà thực sự nó làm cho chúng ta an lạc? Những chất liệu nào làm cho chúng ta nhẹ nhàng? Những chất liệu nào làm cho chúng ta sống ít có phiền não? Và không ai khác là mỗi chúng ta phải trả lời cho câu đó. Bởi vì điểm sau cùng, điểm thứ ba mà chúng tôi muốn nói với quý vị hôm nay đó, là đừng nghe những câu Phật ngôn này và chỉ nghĩ rằng Đức Phật dạy cho
nhân vật ở trong câu chuyện. Vì những câu Phật ngôn này là những hướng dẫn rất rõ ràng, rất cụ thể để áp dụng ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Mỗi người Phật tử nên hiểu rằng hễ mình sống lâu, mình làm những gì mà càng làm phiền não càng trồng chất thì không chơi được. Càng làm càng phiền não càng trồng chất không phải là điều tốt lành. Càng làm mà càng phiền não, cho dù cái danh nghĩa nó có tốt tới đâu đi nữa cũng nên buông bỏ. Đơn giản như vậy. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh vào lạc cảnh vui hơn. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này thứ hai, chúng ta sẽ có lớp Phật Pháp cơ bản. Và chúng tôi là vị đảm trách chương trình ngày mai. Kính đại lễ Chí Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã cho chúng con những lời dạy vô cùng quý giá trong đời sống tu tập của hàng Phật tử chúng con. Chúng con thành kính tri ân Ngài. Và con kính cảm ơn Sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận. Mẹ cha thầy cô thân nhân, hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận cho pháp luân thường kiếm nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân, hoàn cung hòa vị nhân. O tu sa pan su lang ga lang ga kan tu sa pa di va ta pa bu ta lu pa me na so ti on tu ni ron ta rang o tu sa pan su lang ga lang